Tổng lãnh sự quán Mỹ vừa tổ chức một hội thảo về ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thì các chuyên gia và người tham dự thảo luận những biện pháp giúp cho người dân đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng hiện nay. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc hội thảo tại trung tâm Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 5 để thảo luận về tầm quan trọng của chất lượng không khí và những biện pháp giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí đang gia tăng. Sự kiện diễn ra nhân tuần lễ nâng cao nhận thức về chất lượng không khí trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang gây ra những hậu quả khốc liệt đến sức khỏe con người, kinh tế toàn cầu và môi trường. Chuyên gia về chất lượng không khí Aaron Slabo đã cung cấp cho người tham dự hội thảo các thông tin cơ bản về chỉ số chất lượng không khí, gọi tắt là AQI, chỉ số PM2.5, tức là nồng độ bụi mịn có thể hít phải với đường kính từ 2,5 micromet trở xuống và các phép đo chất lượng không khí khác bác sĩ của Tổng lãnh sự quán Mỹ Jeremy Ostrander và bác sĩ của phòng khám Family Medical Practice, ông Jonathan Heavley, đã nêu lên các tác động lâu dài, tiềm ẩn về việc tiếp xúc với chất gây ô nhiễm có hại. Các chuyên gia và người tham dự cùng thảo luận những biện pháp để giảm sự phơi nhiễm với chất gây ô nhiễm có hại trong không khí, đơn giản như việc đeo mặt nạ chống bụi đúng chuẩn, việc thường xuyên vệ sinh máy lạnh trong nhà, cho đến việc tránh đi ra đường vào giờ cao điểm có nhiều xe thải khí độc, hay việc giảm hút thuốc để tránh gây ô nhiễm không khí kể nhưng mỗi người dân ở đây có thể thay đổi lối sống một chút, ví dụ như sử dụng giao thông công cộng thay vì xe riêng, hoặc đi xe đạp thay vì xe máy hay ô tô. Họ có thể đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khi ra đường. Họ cũng có thể tránh hút thuốc vì thuốc lá là một trong những tác nhân của ô nhiễm không khí, nhất là ở các khu vực công cộng và trong nhà. Khi bỏ thuốc thì một người không những giúp cho chính bản thân anh ta mà còn giúp cho môi trường xung quanh nữa. Theo kết quả phân tích của chất lượng không khí dựa trên nguồn dữ liệu từ đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng đầu năm, chất lượng không khí ở khu vực Hà Nội có dấu hiệu cải thiện, trong khi thành phố Hồ Chí Minh lại xấu đi so với quý 1 năm 2016. Trong 3 tháng đầu năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh có 6 ngày nồng độ PM2.5 vượt quá quy chuẩn quốc gia, ít hơn Hà Nội đến 31 ngày. Tuy nhiên, nếu so với khuyến cáo của WHO thì vẫn có đến 78 ngày vượt ngưỡng. So với năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, số giờ có chỉ số AQI ở nhóm không tốt đã tăng từ 32,12% lên 41,82%. Đặc biệt số giờ có chỉ số AQI có mức có hại cho sức khỏe tăng hơn 15 lần, từ 0,61% lên 9,55%.